Nam mô Bụt Hài Nam mô Tham Mai Nam mô Sang Khai cái lễ này quán không. Xin chào cô tu nữ Diệu Pháp, xin chào Hình Giang Nhật Hà, sư Phong Mai, sư Quán Mộng đã hữu làm gì đây, sư Meta, huynh trọn đời học pháp, sư Phong Kim Nhung, sư Cảnh Kiếm, sư Kim, sư Thiên Lạc, đã hữu Karuna và huynh Sang. Alo, quý vị nghe rõ? À, có nghe hú hí rồi gì không ạ? Sao nãy sư Kim nói âm thanh khó nghe, hú nhiều quá. Nghe rõ hả? Không có hú phải không? Rồi, như vậy là tốt. Ok rồi ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 117. Có hú hả? Và nghe nữa ha. Quay sao hú nữa, hồi nãy hú, bây giờ hú. À, hay ha. Âm thanh được vậy là tốt rồi. Chơi khi nãy giờ cũng té lên rớt xuống, chạy vô chạy ra nhiều lần lắm rồi á. Nhưng mà không sao, còn mạng chưa có mất mạng. Rồi, trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si a ra hằng tất thà ga tô lô cú tâm mô tóc bắc a rù chê thắc cô lô cá sơ sa thà chân đầm mất cô quý đô quanh đà mất hành tầng đá ra phù chân này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não cái căn tối thượng giác chủ chuyên năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô với đi bồ với ta sẽ sát tu nô lô ca nó mình thá sa quý nà ca rô cô sắp và nhu bú thóc và tí phù tí sành nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù cha này giác cần pháp bảo với nhớ ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phái tan làm đặt chúng sinh đề nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang đang cho con chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thổ thu gắt lá sát xà quốc vô sách khà chúc tà mù quốc đất thầm mở sách khá cô niềm đà bất xà đi hân nà đá rù quá rù hoành đà mở hành tầng đá ra phù cha này giác cần tấn bảo thương vong vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin lễ lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận a thế gia tề chề nó sẽ cà mề thu quá tha năng tác xà bi à nút hòa quề nó xa xà về nó sẽ chặt tu cầu xin tâm bảo linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Ba ban chê phú rị sô ca di ra ba ban chê phú rị sô ca di ra ba ban chê phú rị sô ca di ra. Câu số 2. Na nằng ca di ra phú nắp phú nằng na nằng ca di ra phú nắp phú nằng na nằng ca di ra phú nắp phú nằng. Nhờ ôn lại câu 1 câu 2. Ba ban chê phú rị sô ca di ra na nằng ca di ra phú nắp phú nằng ba ban chê phú rị sô ca di ra na nằng ca di ra phú nắp phú nằng ba ban chê phú rị sô ca di ra na nằng ca di ra phú nắp phú nằng. Câu số 3.
Na tâm hi chân đăng cái ra tha. Na tâm hi chân đăng cái ra tha. Na tâm hi chân đăng cái ra tha. Và câu cuối cùng. Dukkho ba ba sa uccha yo. Dukkho ba ba sa uccha yo. Dukkho ba ba sa uccha yo. Con lại câu ba, câu bốn. Na tâm hi chân đăng hi ra tha đúc cô ba ba sa ốc cha vô. Na tâm hi chân đăng ca hi ra tha đúc cô ba ba sa ốc cha vô. Na tâm hi chân đăng ca hi ra tha đúc cô ba ba sa ốc cha vô. Bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Bà banh che bụi xô cái gì ra nó nặng cái gì ra phụ nắp phụ nặng nó tâm chanh đăng cái gì ra thái đức cô bà ba sơ út cha vô. Bà banh che bụi xô cái gì ra nó nặng cái gì ra phụ nắp phụ nặng nó tâm chanh đăng cái gì ra thái đức cô bà ba sơ út cha vô. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Bà văn chê phù lý xô cái gì ra nó nặng cái gì ra phù nắp phù nặng nó tâm hi chân đăng cái gì ra tha đúc cô bà ba sa ốc cha vô. Bà văn chê phù lý xô cái gì ra nó nặng cái gì ra phù nắp phù nặng nó tâm hi chân đăng cái gì ra tha đúc cô bà ba sa ốc cha vô. Như vậy thì cái giọng kinh trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách là đọc nguyên bài, cách thứ hai chia làm hai, dừng lại cuối câu số hai, một lần đọc hai câu. Và bây giờ kệ thì cũng đọc một lần hai câu ha. Bá bánh kế phú ri sô ca di ra na năng ca di ra phụ năm phụ năng na tâm hi chân đăng ca di ra thang đung khô pa pa sa ốc cha vô. Bà bánh kê phú ri sô ca di ra na năng ca di ra phụ năm phụ năng na tâm hi chân đăng ca di ra thang đúc cô ba ba sa ốc cha vô. Bà văn chê phú ri sô ca di ra na năng ca di ra phụ năm phụ năng na tâm hi chân đăng ca di ra thang đúc cô ba ba sa cha vô. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chớ ác tất chịu khổ. Rồi xin mời Sít Meta, Sít Kim, Sít Kim Nhung. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn cô Kim, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết tín hiệu. Dạ cô Hồng Mai. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Tỷ Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không cùng chư tôn đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp cùng quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 117 ạ. Ba banh chê bú ri sô ca di ra na năng ca di ra bú nắp bú năng na tầm hi chanh đăng ca ri ya tha đúc khô ba bát sa út cha vô. Và con xin phân tích ba trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, cá dí
hai đoạn âm ra trường âm thông thường, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bú đoạn âm, nắp trường âm nhấn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba bần chê bú ri sô ca di ra na nàng ca di ra bú nắp bú nàng. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm tâm trường âm nhấn hí đoạn âm chanh trường âm nhấn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường. Thá đoạn âm đúc trường âm nhấn khô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, út trường âm nhấn, chá đoạn âm và vô trường âm thông thường. Na tầm hi chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát xá út chá vô. Và con đọc lại cả bài. Ba bành chê bú ri sô ca di ra na nằng ca di ra bú nắp bú nàng. Na tầm hi chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát xá út chá vô. Ba bành chê bú ri sô ca di ra na nằng ca di ra bú nắp bú nàng. Na tầm hi chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát xá út chá vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Bà bệnh chê bù ri sô ca di ra na năng ca di ra bù nắp bù năng. Na tẩm hi chê chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát xa út cha vô. Và con đã đọc và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Một người nghe, một người trên hai, thêm người nữa đây rồi, ba đủ rồi. Cảm ơn Hồng Mai, cô Mecca, Hồng Thị Kinh Dung cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Mấy người nghe chắc không nghe rõ nhưng mà cũng ok. Chắc mắt là bận dọn lo dò bài, không có quẩn cho tín hiệu nghe. Cảm ơn hạnh kê thì với bốn người quá đủ rồi. Chừng nào mà thấy zero không là tiêu rồi đó, mất mạng rồi. Sao hổng rài cái mạng của sư á, cái wifi của sư giờ hổng quá, vừa hú vừa rè mà vừa cắt nữa. Trời ơi, con thấy cái mạng của ở chỗ sư á bệnh quá. Sư ơi, sư chữa bệnh nó đi sư ơi, nghe không rõ vàng gì hết, còn ồn ào nữa, không có bằng cái mạng đó con. Tốt lắm, vui vẻ lắm, rõ ràng lắm đó. Để rõ ràng quá, để con đọc trả bài cũng rõ ràng luôn. Dạ, bữa nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 117 à. Ba banh, ok. Ba banh chê phu đi sô ca di ra na năng ca di ra phu nắp phu năng. Na tầm hi chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát sa út cha vô. Ba bành chê phu ri sô ca di ra na nằng ca di ra phu nắp phu nằng. Na tầm hi chanh đăng ca di ra tha đúc khô ba bát sa út cha vô. Phân tích câu 1 và câu 2. Ba trường âm thông thường, bành trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Câu số 2, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường pú đoạn âm nấp trường âm nhắn pú đoạn âm ngăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ba ban che phu đi so ca di ra na năng ca di ra phu na phu năng na tầm hi chằn đằng ca di ra tha đúc khổ ba tát sa úc cha vô. Ba ban che phu đi so ca li ya na năng ca di ra phu na phu năng na tầm hi chằn đằng ca di ra tha đúc khổ ba tát sa úc cha vô. Phân tích câu số 3. Ná đoạn âm, tâm trường âm nhắn, hí đoạn âm, chăn trường âm nhắn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, câu cúng cùng hai câu cuối cùng, đúc trường âm nhắn, khô ba hai trường âm thông thường, bá trường âm nhắn, xá đoạn âm, cúc trường âm nhắn, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Nát tâm hí chành đằng khá di ra thá đúc khổ bà bát sa úc cha vô. Bà bành chề phu đi sô khá di ra na nằng khá di ra phu nát phu nằng. Nát tâm hí chành đằng khá di ra thá đúc khổ bà bát sa úc cha vô. Bà bành chề phu đi sô khá di ra na nằng khá di ra phu nát phu nằng. Nát tâm hí chành đằng khá di ra thá đúc khổ bà bát sa úc cha vô. Bà bành chề phu đi sô khá di ra na tăng khá di ra phu nát phu nằng. Na tâm hi chân đăng ca di ra tha đục khô bà ba sa úc cha vô. Bà băm chê phu ri sô ca di ra na năng ca di ra phu na phu năng. Na tâm hi chân đăng ca di ra tha đục khô bà ba sa úc cha vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác. Chứa ác tắc chịu khổ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 17. Thì cái tích sự này con thấy là đây là một Đức Phật ra một cái tăng tạng lần thứ nhất, tức là tự thủ dâm đi qua. Chắc nghe hấp dẫn lắm. Wow. Ui, dỗ một người dỗ tay dỗ chân, hai người dỗ tay dỗ chân, ba người dỗ tay dỗ chân. Sư thấy, sư vậy thấy tôi có đọc sai gì không? Xin cho biết nha, để sửa. Và cảm ơn các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Mời hình như Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp phải không? Good luck. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng, dạ cảm ơn Hồng Mai, dạ cảm ơn chị Metta, chị Kim và chị Như Quang cho biết tín hiệu nghe rõ, dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 117 ạ. Ba banh che buri so kazira nang kazira buna punang tam hi chan đăng ca di ra tha đúc khô bà ba sa úc cha vô. Ba bành chê bu ri so ca di ra na năng ca di ra bu na bu năng. Na tam hi chan đăng ca di ra tha đúc khô bà ba sa úc cha vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Ba là trường âm thông thường, panh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, bú rí là hai đoạn âm,
Sô là trường âm thông thường, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pa panh che bu ri so ka si ra na nang ka si ra bu na bu nang. Ná là đoạn âm, tam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khô pa là hai trường âm thông thường, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, úc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường. Na tam hi chan đăng ca si ra tha đúc khô pa pa sa úc cha dô. Ba bành chê bu ri so ca si ra na nang ca si ra bu na bu nang na tam hi chan đăng ca si ra tha đúc khô pa pa sa úc cha dô. Con xin kể. Ba panh che bu ri so ka di ra na nang ka di ra pu na pu nang na tam hi chan đăng ka di ra tha đúng khô pa pa sa úc cha dô. Ba panh che pu ri so ka di ra na nang ka di ra pu na pu nang na tam hi chan đăng ka di ra tha đúng khô pa pa sa úc cha dô. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào và quý đại vị đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con kinh đọc câu pháp cú số 117. Pa pan che pu vi so ca di ra na tăng ca di ra pu na pu năng. Dạ, con xin sám hối ạ, con xin đọc lại ạ. Pa pan che pu vi so ca di ra na năng ca di ra pu na pu năng na tam hi chan đăng ca di ra pha đúc khô pa pa sa út cha yo. Pa tam che pu y so ca di ra na nang ca di ra pu na pu nang na tam hi chan đăng ca di ra tha đúc khô pa pa sa út cha yo. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Pa là trường âm thông thường, tam là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, cú rí hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, cú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pa pan che pu vi so ca di ra na tăng ca di ra pu na pu năng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná là đoạn âm, tâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khô pa là hai trường âm thông thường, pas trường âm nhấn, xá đoạn âm, út trường âm nhấn, chá đoạn âm,
vô trường âm thông thường. Na tam hi chan đăng ca di ra tha đúc khổ và phát sa út cha vô. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 117. Pa tam che vui so ca di ra na tam ca di ra pu na pu nang na tam ni chan đăng ca di ra tha đúc khổ và phát sa út cha vô. Pa pam che pui so ca di ra na tang ca di ra pu na pu nang na tam ni chan đăng ca di ra tha đúc khổ pa pas sa út cha yo. Dạ con xin đọc kệ. Pa pam che pui so ca di ra na tang ca di ra pu na pu nang Natami chandang kajiratha dukho papas sauncayo papanje pui so kajira natang kajira punapunang Natami chandang kajiratha dukho papas sauncayo. Dạ con đã đọc, phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ xin mời kế tiếp. Dạ xin mời mười vị kế tiếp lên đọc kinh pháp cú ạ. Dạ, xin mời Hạnh Kiểm, xin mời các cô nữ trợ duyên, xin mời Quang Thanh. Dạ, Nam mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 117. Bà bàn chê bú đi sô ca di đà na nằng ca di đà bú nắp bú nằng Na tầm hi chành đằng ca di đà tha đúc khổ bà bát sa út cha dù. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ba là trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, bú trí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bú đoạn âm, nắp trường âm nhấn, bú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba bàn chê bú đi sô ca di đà na nằng ca di đà bú nắp bú nằng. Tích tiếp câu 3, câu 4. Ná đoạn âm, tâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, chanh trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Tá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, thá đoạn âm đúc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, út trường âm nhấn, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Na tầm hi chành tầng ca di ra tha đúc khô bà bát xá út chá vô. Dạ con đọc lại nguyên bài. Bà bàn chê bú đi sô ca di ra na nặng ca di ra bú nắp bú nặng na tầm hi chành tầng ca di ra tha đúc khô bà bát xá út chá vô. Dạ con xin kể. Ba ban che bồ đề so ca di đà na năng ca di đà bồ nạp bồ năng na tâm hi chân đăng ca di đà tha lô khô ba ban sa ốc cha dồ. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Dạ con đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con xin kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng, là con xin dâng mít lại cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Kim, dạ cảm ơn cô Như Quang. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 117 ngày hôm nay ạ. Ba ban che buriso kajira nanang kajira bunap bunang natam hi chan dang kajira thadukho ba passa ucchayo. Ba ban che buriso kajira nanang kajira bunap bunang natam hi chan dang kajira thadukho ba passa ucchayo. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ba ban che buriso kajira nanang kajira bunap bunang. Ba là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, bú, rí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba ban che buriso kajira nanang kajira bunap bunang. Và câu số 3 và câu số 4. Natam hi chan dang kajira thadukho ba patsa ucchayo. Na là đoạn âm, tâm là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khô, ba là hai trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, út là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Na tâm hi chan đăng ca di ra tha đúc khô ba pát sa út cha vô. Dạ con xin đọc lại ạ. Ba ban che bu ri so ca di ra na năng ca di ra bu nắp bu năng na tâm hi chan đăng ca di ra tha đúc khô ba pát sa út cha vô. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác tất chịu khổ, là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba ban che bu ri so ca di ra na năng ca di ra bu nắp bu năng
Na tam hi chan đăng ca di ra tha đung khô ba pa ốc cha yo. Ba ban che bu ri so ca di ra na năng ca di ra bu nắp bu năng. Na tam hi chan đăng ca di ra tha đục khô ba pa sa ốc cha yo. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài ạ. Dạ con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ sa thú lành thai, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, thượng tọa Quán Không, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ con xin đọc kinh Pháp Cú số 117. Và cảm ơn Như Quang. Pa ban che buriso kajira nanang kajira unap un natam hichan dang kajira taduk khô ba ba sa úc cha dồ. Ba trường âm thông thường, pan trường âm nhấn, che trường âm thông thường, bú rí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, ná đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, bú đoạn âm, nát trường âm nhấn, bú đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, đoạn ba và bốn, ná đoạn âm, tâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, chan trường âm nhấn, đăng trường âm giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, úc trường âm nhấn, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường. Ba ban che buriso kajira nanang kajira bunap bunang natam hichan dang kajira tadukho pa pa sa úc cha vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Hòa thượng Thích Minh. Ba ban che bu ri so ca di ra na tăng ca di ra bu nạp bu năng na tam bi chan đăng ca gia di ra tha đụng khổ ba ba sa úc cha yo. Ba ban che pu ri so ca di ra na tăng ca di ra bu nạp bu năng na tăng tâm mê chân đăng ca di ra tha đục cô ba ba sa úc cha vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Thầy Sĩ Kim cười te tét luôn. Dạ, bây giờ tự nhiên kính mời vị tiếp tục.
Dạ không biết, tự nhiên không thấy tín hiệu, và bây giờ tự nhiên xin gửi mic lại đạo tràng nha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi. Dạ con tên Ba Ngôi Tam, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Thượng Quan Công và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ. Con kính lễ tại giả cô tu nữ như Pháp. Dạ con kính chào tất tại đạo tràng. Con xin đọc bài Tô Pháp Cú 117. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã pháp. Dạ đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ hơi nhỏ. Dạ con cho hết cỡ rồi đấy ạ. Con cũng người nó không được khỏe nên là con nói là nó cũng hơi nhỏ. Bàm chê bú ri sô ca ri ra na Kari ra bu na bu nang nan da Kari ra tha du bạc sa uc cha ro Ba banh che bu ri so Kari ra na nang Kari ra bu na bu nang na na tam hi chan đăng Kari ra tha du khổ ba bát sa uc cha rồ. À, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba bành cha ba bành chê bu ri so ca ri ra na nang ca ri ra bu na bu nang. Ba là trường âm thông thường, bành là trường âm nhấn trên âm thường, bú rí là hai đoạn âm, sô là đường, cá là cá rí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá rí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bành chê bu ri sô ca ri ra na nang ca ri ra bu ba bu na bu nang. Câu 3 và câu 4. Na na tam hi chan đăng ca ri ra tha du khổ ba 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 sa uc cha rô. Na là đoạn âm, tâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá rí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, úc là trường âm âm nhấn, trá đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Na tam hi chan đăng kari ra tha đúc khổ ba bát sa uc cha yo. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm. Con xin sám hối, con xin đọc lại toàn bài đó. Ba bành chê bu ri sô ca ri ra na nang ca ri ra bu na bu nang na tam hi chan đăng ca ri ra tha du khổ ba bát sa uc cha yo. Nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm. Điều ác chứa ác tất chịu khổ. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Minh Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ba bánh chê bú dì sô ca ri ra na nang ca ri ra bù na bù nang na tam hi chan đăng kỳ
kiri ra tha đục mô ba bát xà úc cha rô ba banh cha bú ri sô ca ri ra na năng ca ri ra bù na bù năng na tam hi chan đăng ca ri ra tha đúng khô ba bát xà úc cha rô. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài ạ. Dạ xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ quý đạo hữu nào chưa đọc và xin mời lên đọc ạ. Xin mời Huyền Mộng hoặc là Sang, hai bạn, có bạn nào lên cầm mic được không ạ? Xin cho biết tín hiệu đi rồi. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Rồi, trong đại trang gửi chúng ta... Vị nào cũng lên đọc hay hết à, không có gì để mà nói à, rất là hoan hỷ à, câu vật ngôn 117 ha. Bây giờ chúng ta đi vào trong từ vựng ha. Ba banh chê vui sù cái gì ra ba banh chê puri sô ca di ra. Đây là chúng ta đọc được thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này. Ba banh chê, ba banh chê do cái từ ba băng cộng với chê, nhưng mà từ ba băng nó do từ nào? Do cái từ ba ba. Ba ba nó là một danh từ trung tính, akrana tana pun sakalinga. Và ba ba được chia theo đối các số ít, đối thị gia quy phát tế cho cho na. À cho nên ba ba biến thành ba băng. Ba băng có nghĩa là việc ác. Mà có chi che phía sau nó dính liền. Chi che có nghĩa là nếu. Nếu việc ác. Ba banh che nếu việc ác à, rồi puriso, puriso do cái từ purisa. Purisa nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Purisa được chia theo đối cách à, được chia theo à, đủ cách số ít Bathama, Ekavachana, Vipati, cho nên Purisa biến thành Puriso, người đàn ông, hay là người, nói chung, ha? Nói chung là người. Rồi, chữ Kajira, Kajira do động từ Karuti, và Kajira đây là một đề
tha động từ có nghĩa là nên làm, nên làm. Ba bằng chè phú rí sù cái dư ra, nếu người làm việc ác, nếu người làm việc ác, ba bằng chè phú rí sù cái dư ra, là câu số 2. Na năng ca di ra pu na pu năng, na năng ca di ra pu na pu năng. Chi na có nghĩa là không. Rồi chi năng do đại từ e na. À đây một đại từ nam tính ha. Vậy e na ở đây được chia theo đố cách số ít đủ thì ra quy phát thi ca quá trình ha. Cho nên e na biến thành năng là người ấy, năng người ấy. Cái gì ra nên làm, rồi phu nắp phu năng, phu nắp phu năng do cái từ phu ná. Đây là một bất biến từ puna. Puna có nghĩa là lại nữa, và hai cái lại nữa có nghĩa là tiếp tục hay là lặp đi lặp lại. Puna 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 puna, hai cái đi chung với nhau. Đây là nó biến thành một cái trạng từ có nghĩa là tiếp tục hay là lặp đi lặp lại. Phụ năng, phụ năng. Vậy thì câu số 2, nó năng cái đà phụ năng, phụ năng. Không nên tiếp tục làm việc ấy nữa. Không nên tiếp tục làm việc ấy nữa, việc đó nữa. Câu số 3, na tâm hi chân đằng cây ra tha, na tâm hi chân đằng cây ra tha. Na cũng có nghĩa là không. Chỉ tâm hi do đại từ ta, nhưng mà ở đây chia theo định sơ các số ít sát tập hi vừa phát tiết câu quả trần a, cho nên ta biến thành tâm hi. Tâm hí là trong việc ấy, trong điều ấy, trong điều ấy, trong việc ấy. Rồi chanh đăng, chanh đăng do từ chanh đá, chanh đá nông hiện từ nam tính Akran Thapung Linh Ga. Và chanh đá này được chia theo đối cách số ít đối trị giao quy phát thi câu quá trình á, cho nên chanh đá biến thành chanh đăng. Chanh đăng là sự mong muốn, sự ước muốn, sự mong muốn. Và động từ ca di ra tha, động từ số nhiều là nên tạo ra, nên làm ra, do động từ karoti. Đây là một động từ số nhiều ha. Cái gì là tha, như vậy thì câu số 3, na tâm hi chân đằng cái gì là tha. Không nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy, không nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy. À, câu cuối cùng, đúc khô bà bát xa ốc chạy vô, đúc khô bà bát xa ốc chạy vô. Thì đúc khô do từ đúc khác, do từ đúc khác.
Và chữ Đúc Ca ở đây được chia theo chủ từ số ít Bathama Ekavachana Upatti. Cho nên Đúc Ca biến thành Đúc Khô. Đúc Khô là đau khổ. Rồi Ba Basa. Chữ Ba Basa do từ Ba Ba, nhưng mà Ba Ba là việc ác. Nhưng ở đây được chia theo sở hữu cách số, số ít. Khát thi vì phát thi ở trong quá trình ác, cho nên Ba Ba biến thành Ba Basa. Ba Basa là của việc ác. Rồi chữ cuối cùng Úc Chát Vô. Úc Chát Vô. Úc Chát Vô từ Úc Chát Giá. Úc Chát Giá nó là một danh từ nam tính Akran Tapung Lương Gia. Và Úc Chát Giá ở đây đứng làm chủ từ số ít Bạch Thamma Ekavachana Vipatti. Cho nên Úc Chát Giá biến thành Úc Chát Vô. Úc Chát Vô là sự tích lũy, việc thâu tóm, việc chấp hình đóng. Căn ngữ của Chà Vô có nghĩa là căn ngữ chi, là thu thập, tích lũy. Ôi Chà Vô, sự tích lũy, việc thu gom, việc chấp hình đóng, việc thâu tóm luôn. Vậy thì câu cuối cùng này, Đúc Khô Ba Ba Sa Út Chà Vô, sự tích lũy của việc ác là khổ đau. Sự tích lũy việc ác là khổ đau. Như vậy câu Phật ngôn 117. Câu Phật ngôn 117 cho chúng ta ý nghĩa: nếu người làm việc ác, không nên tiếp tục làm việc ấy nữa. Không nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy. Sự tích lũy việc ác là khổ đau. Nếu người làm việc ác, không nên tiếp tục làm việc ấy nữa. Không nên tạo ra muốn về việc ấy. Sự tích lũy việc ác là khổ đau. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. Điều ác thỏa thích chẳng nên, chứa ác thấu khổ lời khuyên đạo vàng. Hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen. Điều ác thỏa thích chẳng nên, chứa ác thấu khổ lời khuyên đạo vàng. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu lô thơ ngũ ngôn ha: nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Rồi như vậy thì qua ý nghĩa tự vận, quý vị thấy có chỗ nào không thông, rắc rối. Lô 123 123. Thời gian cùng Sĩ Kim xin mời. Con kính chào Sư Chí Đức, Sư Quán Không, rồi các sư núp lùm nữa, các cô tu nữ và vị Phật tử. Con có câu thắc mắc chỗ câu số 4 đó sư. Út Trái Vô đó, Út Trái Vô con thấy có chỗ nói là từ chữ Út Trái Giá, nhưng mà nó cũng có thể là từ cái danh từ là Chí Ní đó sư. Chí Ní
C y ngắn, anh nợ y ngắn chí ní. Nó là thâu thập lại, tích chữ lại. Nhưng mà nếu mà chữ chí không thì rất chữ chí. Con thấy nó là chí ní. Hoặc là chí nhà tí. Chí nhà tí thì nó chia xong rồi. Cái thứ ba đó là sắc cầm má kí đi giá, chia theo cách thứ ba số ít chứ sư. Cái này con hơi cần phiền chút, nhưng mà cái con hiểu cái nghĩa nó. Nhưng mà nó có thể là út trái giá, út trái vô giá. Mà nếu cái góc cái tự là chi ní, cái chia là chi chi nà tí, con không rành, con không chắc. Con chỉ hỏi vậy thôi, con chỉ nêu ý kiến vậy thôi. Con cảm ơn sư và xin sư trả lời, con xin trả máy lại. Sa thủ xịt kiềm. Cái chữ út chạy vô, út chạy vô. Mà tiếp ngôn ngữ của nó là chữ út. Căn ngữ là căn ngữ chí ha. Thì ở đây trong vấn đề tự vận chúng ta lướt qua, chứ không phải là đi sâu vào văn phạm ha. Cái nào mà đi sâu về văn phạm á, thì khi đó nó sẽ chi tiết. Còn ở đây chỉ lướt qua và chúng ta biết rằng đại khái cái từ đó có ý nghĩa là như vậy. Đại khái thôi. Chứ bây giờ đi sâu vô thì nó cũng hơi rắc rối lắm. Thôi thông cảm ha. Nhưng mà sự theo dõi của sư Kim cũng có một cái chiều sâu trong cái từ út chạy vô. Rồi quan hỷ tức là có sự quan tâm, chứ không phải là như người ta nói sư Kim là coi như tế lia phối bò, tức là thắng ruột ngựa, có sao nói vậy không. Ở đây sư Kim thấy cũng theo dõi này ha, cũng chú tâm. Đây là điều tốt mà. Rồi bây giờ thời gian của chúng ta cũng còn sớm, chứ không phải là đúng rồi, cái gì học cái gì ăn cái gì cúng mà cúng, là có khi nào giỡn là giỡn, nhưng mà khi nào nghiêm túc là nghiêm túc, cái đó là chính xác. Rồi bây giờ chúng ta thấy thời gian còn sớm này ha. Mà trong khi Christina nè đi học trẻ nè ha, rồi huynh trọn đời học pháp cũng chưa thấy đưa tay gì hết ha. Rồi để đức tuệ đức nè, bây giờ xin mời quý vị ha, còn sớm mà mới 5:33. Rồi bây giờ mời Christina trước này, là huynh trọn đời học pháp ha. Bàn tay Christina đâu rồi? Alo, chậm quá thì huynh trọn đời học pháp đi. Còn nữa thì đại đức tuệ đức. Rồi, ai là người đưa tay? Sao huynh sang thấy bóng của chạy đến người rồi? Chạy đến mất tiêu rồi. Không sao, chạy ra lấy trấn để mình chạy vô mà. Không, Quỳnh Sang. Rồi, Christina đâu rồi? Quỳnh trọn đời học pháp đâu rồi? Trọn đời, bây giờ nè, đưa tay lên nè. Chứ nói trọn đời thì lâu quá. Bây giờ học pháp như thế nào? Thử coi. Alo. Đọc lần này được rồi, khỏi đọc trọn đời. Alo, huynh trọn đời học pháp nè, Christina nè, Đại Đức nè, Năng Nỉ nè. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha, duyên sự xong sẽ thảo luận. Bởi vì câu này khó quá, cho nên quý vị này mời mà không lên. Câu Phật ngôn 117.
À, trước khi đi vào dân sự đọc lại chứ. Ba bành chê phú rì xô ca dị ra na năng ca dị ra phú nắp phú năng na tầm hí chân đằng ca dị ra thắt đúc khô ba ba sáu chả dô. Ba bành chê phú rì xô ca dị ra na năng ca dị ra phú nắp phú năng na tầm hí chân đằng ca dị ra thắt đúc khô ba ba sáu đúc úc chả dô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Câu Phật ngôn này, Đức Phật Ngài thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. À, và đề cập đến một cái vị trưởng lão, một cái vị tu lâu á, gọi là trưởng lão. Thì vị trưởng lão đó có tên là Sayasaka. Sayasaka cho số đó. Đóng trở lại. Rồi, đóng trở lại. Quý vị còn nghe cho số không? Ồ, vậy mới. Rồi, kệ. À, nghe hay không nghe cũng làm xong bốn phần của mình rồi, không ai tiếp tục nữa thì đóng rùm ha. Một vị trưởng lão tên là Yasaka. À, ở đây nói về trong luật của nhà Phật á, thì trong cái tạng lực một quyển hai á có ghi một cái câu chuyện đó là vị tỳ kheo Say Yasaka. À, cái vị tỳ kheo này là đệ tử sống chung với ông thầy của mình là trưởng lão Lô Lú Đa Di. À, vị trưởng lão này cũng là cũng nổi tiếng á. Hai thầy trò sống chung với nhau, nhưng mà sống chung với nhau thì tâm trạng cũng có lúc thế này thế kia. Khi mà người đệ tử có cái tâm buồn bực không có vui, lý do là không chiến thắng nổi cái vấn đề coi như sự ham muốn trong cái vấn đề tình dục á, tức là không chiến thắng được giặc lòng, thì cái người đệ tử này mới đem cái vấn đề coi như bị tham ái nó chi phối và nó làm cái tâm trạng của mình khó chịu, đem cái sự việc đó trình lên thầy mình. Và ông thầy của vị Sayasaka này, tức là lão Lô Lút Đà Dí, hai thầy trò, thì ông thầy á, khi mà người đệ tử trình bày như vậy thì ông thầy ông lại nói rằng, ta cũng bị cái trường hợp như vậy và ta cũng đã sử dụng, tức là ta đã làm cho chính mình nó có một cái sự ham muốn, một cái sự thỏa thích mà do chính mình là làm cho mình coi như là quan nghĩ vui thích theo cái vấn đề đó. Mà thường thường á thì quý vị biết rằng trong cái giới thứ ba của ngũ giới, kame su mitcha cha ra kame su có nghĩa là trong các cái dục, kame su mitcha là sái quấy bậy bạ, sái quấy bậy bạ. Thì bây giờ sái quấy bậy bạ đó về cái tâm của chúng ta nghĩ bậy nè, trong các dục nè, rồi cái khẩu của chúng ta cũng hướng về các dục mà nói bậy nói bạ nè, cũng là coi như cái khẩu của chúng ta coi như nói chuyện bậy đó, là cũng là nó cũng nằm ở trong cái giới thứ ba hả. Rồi cái thân của chúng ta làm những cái điều mà kame su trong các dục, tức là thân khẩu vị của chúng ta hướng về cái đi sáng quấy, nghĩ tưởng, hành động, nói năng, thì như vậy cũng phạm vào cái tội thứ ba và là tà hạnh trong các dục.
cái chữ thay vì chúng ta hay nghe nói con sư băng giữ điều học là quý tánh xa sư tà dâm, đa số là dùng cái từ đài tà dâm. Nhưng mà tại sao đạo tràng của chúng ta sử dụng chữ tà? Đây là một sự thay đổi, một cái sự mà coi như chính ngài Hòa thượng Tịnh Đức là cái vị cố vấn của cái room này, nói rằng dùng cái từ tà hạnh nghe nó dễ chịu hơn, chứ còn cái từ tà dâm thì nó nặng quá. Tà hạnh trong các dục, mà trong các dục tà hạnh đây không phải là chỉ có cái thân tà hạnh mà khẩu cũng tà hạnh mà ý cũng tà hạnh. Bởi vì sao? Chỉ ca má là dục, là tham ái, là dục vọng. Mà ca mê xú là trong các dục vọng, trong các dục. Mà trong các dục thì cái thân của chúng ta cũng vi phạm, cái khẩu của chúng ta cũng vi phạm, mà cái ý của chúng ta cũng vi phạm. Cho nên cái chữ tà dâm trong cái câu số 3 này, cái giới thứ 3 này, được ngài Tịnh Đức ngài chỉnh, ngài nói rằng sử dụng chữ tà hạnh nó nhẹ hơn. Và trong gồm của chúng ta đã áp dụng cái từ đó. Rồi, ý kiến hình nữa hả? Chị Kim, nói đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ và Phật tử. Sư, có một lần con vô một khóa thiền ở bên Mỹ này, thì có một vị sư giải thích cho con giống như vậy nè, cái chữ phân biệt giữa tà hạnh và tà dâm á, trong cái sự mà giữ năm giới đó Phật tử á, thì tà hạnh á thì có nghĩa là mình dê, mình được dê với vợ mình thôi, dê là ngủ với vợ mình đó, là dê mình dê với vợ mình thôi, ok. Còn dê với người khác là không có được. Khi mà người đàn ông á, người đàn bà mà có vợ có chồng á, thì mình dê với vợ chồng mình được thôi, còn dê với người khác là không được, dê với người khác là tà dâm đó. Con nghe nói vậy con cũng mắc cười quá. Con nghĩ là tại sao có phân biệt vậy, nhưng mà nghĩ cũng có lý, tại vì lúc mà thọ bát quan trai giới đó thì nam cho dùng vợ hay chồng gì của mình cũng không được dê nữa. Trong cái lúc mà giữ bát quan trai giới đó thì con thấy cũng ok. Thì lúc đó thì cái thư này phân biệt giữa tà hạnh với tà dâm đó, tức là giữa giữ ngũ giới và tám giới đó sư. Con không biết vấn đề mà chữ nghĩa này con chịu đó sư. Con không biết cái nào chính xác, con chỉ đưa ý kiến vậy thôi. Dạ con xin ý kiến của sư ạ. Con xin cảm ơn sư đã cho con hỏi. Dạ con xin trả máy cho sư ạ. Sa thú cái vấn đề này cũng hay á. Vị đó nói cũng chính xác. Bởi vì sao? Người nữ mà có cái vấn đề mà có 21 hạng người, 21 hạng người nữ mà chúng ta không nên đụng chạm tới, tức là người đó có chủ, người đó coi như là trong cái trường hợp thế nào đó, tức là có cha mẹ gì giữ, là có anh em gì giữ, hay là người phụ nữ đã có chồng vân vân, thì tất cả là 21 trường hợp không nên đụng tới. Mà đụng tới gọi là tà hạnh trong các dục. Còn cái trường hợp mà Chiếc Kim nói như vậy, tức là coi như hai bên có sự thỏa thuận sống chung cả một cuộc đời, sống chung cả một đời, thì hai bên coi như thỏa thuận với nhau thì không nói, đồng ý với nhau thì không nói. Thì giới thứ ba thì ở đây trở lại vấn đề là khi mà người học trò có tâm trạng buồn bực, bị cái dục ở trong người mình đó, là khó chịu bực bội, thì ông thầy ông lại xúi hãy sử dụng tay, hãy sử dụng coi như lời nói hay là về tư tưởng hướng về một cái vấn đề gì đó để tự mình giải quyết cho chính mình. Tự mình giải quyết cho chính mình để
để qua đi cái cơn buồn rầu sầu khổ đó. Ví dụ như đi ra phi trường, một cái phi trường nổi tiếng, cái muốn cho cái này nó giữ mãi trong lòng, cái người này muốn đưa cái máy chụp hình quay mặt, mà quay vô mặt mình chụp gần một chiếc máy bay, cái hình thực đó gọi là tự sướng, tự mình cảm thấy là sống với cái không gian, cái hoàn cảnh đó, và cảm thấy còn con người mình, mình đã từng ở nơi này. Thì ở đây cũng là một cái trường hợp mà khi buồn rầu sầu khổ, người này cố quên đi cái sự dằn mặt của nội tâm, hướng về một cái chuyện gì đó để tự mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy khóa nắp đi cái vấn đề buồn bực đó. Mà chính ông thầy ông đã từng làm như vậy, và ông truyền lại cho đệ tử. Vậy thì hỏi quý vị ở đây, ông thầy đó tên là ông thầy gì? Tên ông thầy đó là ông nào? Người đệ tử tức là Say Yasaka, còn ông thầy là ông thầy nào? Nãy giờ nói có ai chú ý trần ngủ qua, đâu có chịu nghe gì đâu. Thầy của trưởng lão Say Yasaka là ông thầy tên gì? Rồi, thì ngủ chân rồi. Này giống như cô tu nữ Tự Duyên đã trình bày, buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào. Vậy đó là người học trò Say Yasaka. Còn thầy của ông Say Yasaka này là cái ông nào? Đừng có chỉ tôi ạ. Lô lúc đà di, lô lúc đà di, chữ đà chứ không phải lô lúc đà di. Đó là ông đóng thứ bảy á. Cái này trong 13 cái pháp mà của Tăng Tạng á, 13 cái điều mà khi vi phạm á thì bị hành phạt tùy theo cái tội, tùy theo thời gian. Và có thể là phạt ví dụ như 21 ngày cấm phòng, cấm phòng tức là coi như nhốt trong phòng đó, có người canh giữ, rồi mỗi ngày phải trình báo đàng hoàng. Thì phạt như vậy có thể là 21 ngày, có thể cả tháng, có thể là còn tùy theo cái tội nặng nhẹ, gọi là tăng tạng. Thì ở đây thì ông này số 7 rồi, trong luật á thì Đức Phật cấm đưa vô cái điều mà coi như điều đầu tiên của tăng tạng, đầu tiên của tăng tạng, tức là đây là một cái tội nặng. Bởi vì lo mà tu tập để mà chế ngự, chứ không phải là khi mà có những cái dục cảm rồi cái mình coi như là tự giải quyết cái kiểu đó là không được. Rồi cái người học trò này nghe ông thầy chuyển suối và cũng cảm thấy vừa mình nó qua đi cái sự nóng nảy nóng trong. Và mỗi khi mà coi như có trạng không, hoặc là khi nghĩ tưởng cái chuyện này chuyện kia, thì người học trò này, ông Say Yasaka này, nghe theo lời thầy rồi cũng tự mình coi như là thỏa mãn cho chính mình. Và sự việc này nó xảy ra trong tăng đoàn. Chư tăng thấy cái kỳ kỳ, mới đem cái vấn đề này trình lên với Đức Phật. Đức Phật gọi vị tỳ kheo Say Yasaka đến và hỏi, nghe nói thầy đã làm những việc như vậy có phải đúng hay không? Và bạch Đức Thế Tôn, dạ con có làm như vậy. Và tại sao ngươi làm như vậy? Tại thầy con dạy cho con. Đức Phật ngài mới quở, này kẻ ngu, tại sao ngươi tạo một cái nghiệp nặng nề
không thích đáng như vậy. Và sau khi trách cứ vị tỳ kheo phạm lỗi bằng nhiều cái lời nói, bằng nhiều cách, Đức Phật đã ban hành học về tăng tàng thứ nhất và kết luận: quả thật cái nghiệp quấy như vậy, dầu trong cái kiếp hiện tại hay là cái kiếp vị lai, cũng đều đưa người vào trong cái vòng luân hồi khổ não của bốn khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và Đức Phật Ngài kết luận bằng cái bài kệ 117 ha, câu Phật ngôn 117, dạ đúng rồi: ba ban che phu đi sô cái gì ra nó năng cái gì ra phu nóc phu năng nó tầm mít chân đằng cái gì ra tha đục cô ba ba sơ út chạy vô. Nếu người làm điều ác cứ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Bởi vì ý nghĩa của Phật ngôn này cho chúng ta thấy, nếu mà mới làm điều ác một lần đầu mà biết suy xét, nghĩ rằng việc này không đẹp, thô bạo lắm, rồi quyết định không tái phạm, thì lần sau dục vọng có nổi lên, người ấy cũng dẹp được, không làm cái điều quấy ấy nữa. Vì sao? Vì sự chất chứa tích trữ làm cho ác càng ngày càng thêm tăng trưởng, khiến cho người thọ khổ trong hiện kiếp và đưa cái người đó vào khổ cảnh trong cái kiếp tương lai. Nhưng mà nói như vậy, Đức Phật này dạy như vậy thì rất nhiều vị đã nghe và chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Thì trong ngôn này duyên sự cho chúng ta thấy, lưỡi dục hừng lên khó nén cầm, nhà sư cố gắng tự dằn tâm, nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện nên bắt chước thầy phạm thú dâm. Chư tăng vào mắt Phật việc này, Phật gọi tỳ kheo đến bữa rầy, rồi bắt chi liền trong giới bổ tăng tạng số 1 kể từ đây. Phật nhắc không nên lập lại hoài mọi điều quấy ác hoặc đơn sai, sẽ phải bị luân hồi khổ, giờ phút năm chung khó trở tay. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này, nếu mà chúng ta làm điều ác, nếu lỡ làm điều ác thì không nên, bởi vì biết đó là điều xấu thì nên né đi, đừng có làm nữa. Bởi vì nếu mình vui làm cái điều xá quấy đó thì chắc chắn rằng khổ trong cái kiếp hiện tại này, mà cũng khổ trong tương lai. Mà khổ đó chính là gì? Địa ngục quỷ súc sanh và Atula. Phật ngôn thì nói vậy, nhưng mà rồi đối với thế gian thì quý vị thấy sao? Họ nói thường thường ăn dụng thì ngon hơn dọn liên bàn. Điều này có phải không? Nói khi mà dọn lên bàn rồi ăn một cách đàng hoàng trang trọng thì coi như ăn không ngon, mà đi vô bếp mà bốc khúc này kia thì coi như là thấy ngon lạ luôn, nóng hổi gì thổi gì ăn ha. Còn mà dọn lên bàn thì thấy sao ăn không ngon mà ăn còn ít nữa chứ. Thưa quý vị nghĩ sao? Rồi có một món này là một đề tài để cho chúng ta coi như là thảo luận. Học trò đã sai và ông thầy còn xứ bậy nữa, chán thiệt. Cho nên mới có câu Phật ngôn này. Rồi trong cuộc sống thì quý vị có gặp cái trường hợp này không? Họ nói rằng một lần thì tưởng tới nhà rồi chứ Cái gì mà hà ăn chứng đó. Bây giờ nếu người đã lỡ làm điều ác thì chúng ta cứ thế mà làm, hay là thừa thắng xông lên, hay là tiếp tục làm thêm,
Alo, không, không ba, không ba, chưa bao giờ gặp. À, rồi bây giờ ý kiến của quý vị ha, rồi mời bên bên Nam đi, bên Nam ở trong đạo tràng có ai? Huỳnh Đức Bản nè, một nè, chưa nghe thảo luận giá ha. Rồi huynh chọn đại học pháp là hai nè, huynh Giang Nhật Hà là ba nè, rồi Nam Nhi Chi Chí, Tăng Thiết Nam Hữu Tập Nữ Viết Vô, chứng tỏ là những người mà coi như anh hùng có thể là xung phong ha. Câu Phật ngôn này quý vị cho biết ý kiến. Một, huynh Giang Nhật Hà, đúng là huynh sáng nữa, đúng là sang nữa chứ, sang mà còn chảnh nữa là mới chiến đấu á. Rồi huynh sang nè, huynh Giang Nhật Hà nè, huynh trọn đời học pháp nè, rồi huynh Đức Bản nè. Rồi quý vị có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? Xe tay lên cho rồi, mất cỡ gì nữa không biết nữa, mất cỡ gì nữa không biết nữa. Rồi, thôi bây giờ mời huynh chọn đời học pháp. Bây giờ, cái câu này học pháp như thế nào đây, huynh chọn đời? Alo. Rồi, đưa bàn tay lên chia sẻ những cái công việc mà mình thấy trước mắt. Đây là hồi thời kỳ Đức Phật. Còn câu Phật ngôn này áp dụng với cuộc sống của chúng ta. Quý vị cứ chia sẻ. Alo, huynh chọn đời học pháp đâu rồi? Huynh Giang Nhật Hà đâu rồi? Huynh Đức Bản. Rồi, huynh sang nữa nè. Sang nữa sư. Rồi. Rồi, không ai đưa tay phải không? Rồi, thôi chăm chút cả đời. Đồng ý không? Quý vị thấy câu Phật ngôn này không có ý kiến gì nữa thì kết thúc thôi chứ còn gì nữa. Không ai chịu đưa tay. Học hỏi quý vị giỏi quá rồi. Thôi chúng ta nghỉ sớm. Kính chào quý vị ha. Rồi, ngày mai sẽ gặp lại thầy Kinh về vi diệu pháp. Bây giờ chúng ta xin kết thúc tại đây. Xin phép quý vị được đóng room. Bởi vì đâu có tay đưa tay để mà sinh hoạt nữa đâu. Quý vị thông cảm nha.